sau cuộc rượt đuổi suýt rớt con cúc cu của Trình Đại Lôi vì để chống đỡ lại đòn của Nhiếp Ẩn Nương. Đại Lôi đã cầu cứu trong giấc mơ sự giúp đỡ của Ngưu Nựu, ai ngờ trong giấc mơ không thể tái hiện người sống, mà là một con bạch xà to khủng bố, lăm le đe dọa đến tính mạng của hai người trong lúc ngàn cân treo sợi bún bỏ Huế. Trình Đại Lôi nắm được tay của Ẩn Nương, cứu nàng một pha trông thấy, nàng chỉ bẽn lẽn hỏi, tại sao lại muốn cứu ta, lúc ngày Đại Lôi ngầu vãi ỏ, hắn lộn xào tới. Giết người có lẽ còn cần lý do, nhưng mà cứu người thì chưa bao giờ cần lý do. Hơn nữa, ta vốn dĩ chính là dự định cứu ngươi. Bên trên, con bạch xà vẫn đang vùng vẫy tạo ra dư chấn, khiến đất đá rơi xuống vực. Đại Lôi căng thẳng, cành cây này chỉ có thể miễn cưỡng chịu được một người. Bây giờ chỉ có thể dựa vào khinh công miễn cưỡng chống đỡ vậy, thể lực cạn kiệt, xương cốt đau nhức. Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, nhanh hồi phục lại mới có thể chạy thoát được. Hắn nói với tới Ẩn Nương, cô nương tốt, chi bằng chúng ta hãy từ từ nói chuyện đi. Ẩn Nương nghe xong câu cũng hỏi chấm luôn. Cô đáp, tình hình bây giờ của ngươi lại còn có tâm trạng nói chuyện nữa được sao? Anh Trình nhà ta chiếm tiện nghi luôn. Nếu không thì còn có thể làm được gì? Con rắn lớn kia còn chiếm cứ đỉnh núi, trên dưới chúng ta đều không còn đường chạy. Chi bằng nói chuyện để giải tỏa lo lắng, hắn bắt đầu câu chuyện để tạo ấn tượng. Sớm đã nghe đồn đại danh của Nhiếp cô nương đệ nhất thích khách thiên hạ rồi, nhưng không ngờ khi gặp mặt lại khó chịu như vậy. Đều không dễ gần một chút nào, phải hai người đang xa lạ mà Đại Lôi lại biết profile của mình. Ẩn Nương khó hiểu ra mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Anh Trình nhây tới. Vừa nãy không phải là ta tự giới thiệu qua rồi hay sao? Ta là Hà Thần, thần biết tên rất bình thường. Chỉ là cô không tin mà thôi, nghe hắn nói mà Ẩn Nương phát cáu. Là giống được thì đừng lừa con gái nhà lành, ngươi lén lút rình mò vào nơi ta tắm, chẳng qua chỉ là thèm cơ thể của ta. Còn bịa ra Hà Thần gì chứ? Thật sự tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị lừa như vậy sao? Hôm nay ta không giết ngươi, thì ngày khác ta cũng sẽ giết ngươi mà thôi. Nghe có vẻ khó nói, mặc dù ta xuất hiện là không đúng thời điểm, nhưng nguyên nhân không phải là ta không muốn giải thích. Mà có nói rồi thì cô nhất định cũng không tin. Khung cảnh có chút ánh nắng hoàng hôn, nhưng hai người treo leo trông thật cảm lạnh. Đại Lôi tẩy não chi thuật, lỡ như ta thật sự sớm cũng đã tắm ở đó, mà người sau đó đến là cô thì sẽ thế nào? Cô nương có phải cảm thấy ta là một tên háo sắc? Nhất định là rất muốn giết ta, câu này như 100% chí mạng. Ẩn Nương cũng phải gật gù, cái này, quả thật là cũng có khả năng như vậy. Chiêu của Đại Lôi chưa hết hắn thao túng tiếp, hơn nữa, cô còn đang băng vải, ta là bị cô nhìn từ đầu đến dưới chân. Đến cuối cùng ai thiệt thời hơn vẫn chưa biết đâu, dường như Ẩn Nương mang thanh tẩy cô đáp lại, không đúng. Người nói không đúng, trên thế gian này làm gì có đạo lý nam nhân chịu thiệt thòi chứ, hắn chỉ cười lại, nữ ngân hàng nờ bị nhìn sạch chính là thiệt thòi. Nam nhân bị nhìn sạch thì không bị thiệt thòi hay sao? Ta không chấp nhận cái lý lẽ này đâu. Nhiếp Ẩn Nương biện minh, ăn nói lung tung. Sư phụ nói, tên dâm tặc ăn nói dẻo miệng như ngươi, một câu cũng không thể nào tin. Giết là đúng rồi. Đại Lôi suy nghĩ tới, lão Nico cực đoan ích kỷ, dạy đồ đệ cũng là đầu óc có vấn đề. Hắn liếc lên trên đỉnh núi, con rắn lớn cũng đã rời khỏi đây rồi. Phía trên là an toàn, với khinh công của chúng ta, vách núi này cũng không nhốt được chúng ta bao lâu. Lên đó cần phải tiếp tục đánh. Như vậy ngược lại là không tốt, thể lực đã hồi phục 1-2 tầng. Ẩn Nương không sợ như vậy, có lẽ thể lực của cô ta cũng hồi phục được một ít rồi, có lẽ đã tính được cách giết ngược lại mình. Bây giờ không động thủ trừ phi là không đủ nắm chắc trong tay, thôi bỏ đi, lần đầu đã để lại ấn tượng xấu cho cô ta, rút lui trước đã, rồi hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Mạch Lạc nói, Ẩn Nương, cô có hơi cực đoan rồi đấy. Vừa nghe dứt lời, Ẩn Nương hoang mang suy nghĩ, không hay rồi. Hắn hóa thẹn thành giận, là muốn đem mình ném xuống vách núi sao? Chưa nghĩ xong, Trình Đại Lôi đã dồn sức ném Ẩn Nương lên phía trên. Dùng sức lớn nên cành cây cũng gãy đôi, Ẩn Nương thì lao lên trên đỉnh, còn Đại Lôi rơi xuống vực. Hắn nói với Lên, cô nương nếu như đã nói ta là dâm tặc, vu oan giá họa, nghĩ về ta như vậy, thật sự là khiến cho tại hạ không có chỗ dung thân, nên tạm biệt ở nơi này thôi. Hắn cố gào lên để chăn chối, tẩy não cho nàng, Nhiếp Ẩn Nương. Cô không phân rõ tình hình như vậy đi nhận định một chuyện chính là suy đoán lung tung. Không phải là lần đầu tiên rồi đúng không? Độc đoán làm việc cân nhắc suy nghĩ chủ quan lung tung. Bao nhiêu người vô tội vì cô mà chết rồi, cô hãy để tâm một chút đi. Phía trên, Ẩn Nương có chút khoảng lặng, cô thầm của trách. À, ta đã ép hắn chết rồi sao? Bên này Đại Lôi như dùng vật lý Ấn Độ, từ từ rơi xuống mà nghĩ. Mấy câu cuối cùng của mình có phải là hơi nặng lời quá rồi hay không? Ẩn Nương từ nhỏ đã sống sót từ trong tàn sát của giang hồ vô cùng tàn khốc, còn bị lão Nico kia ích kỷ kia dạy dỗ như vậy. Nhưng còn có thể giữ được một trái tim lương thiện, thật sự không dễ dàng gì. Còn về đầu óc thì ba chấm luôn, thật sự là cũng có thể trách cô ta được. Nhưng hy vọng Ẩn Nương sẽ không nghĩ nhiều,
bây giờ hắn mới ngoảnh lại nhìn mình chơi vơi giữa không trung, sĩ diện quá mà bị té chết thì tâm cười không ngậm được mồm mất. Hắn suy nghĩ trong đầu một chiếc khinh khí cầu cùng thần chú, trong mơ cái gì cũng có. Quả nhiên, hắn rơi lên nóc của khinh khí cầu, Chiêu Linh trên nóc thở như chó, tưởng rằng như thế này sẽ đáp đất an toàn, ai dè ông Mạnh đánh nhau với thần gió, làm hắn ta chênh vênh ngã khỏi nóc khinh khí cầu. Trình Đại Lôi chỉ biết là sắp niệm rồi ông giáo ạ. Trước mặt hắn là một vùng xương đen kịt. Hắn vùng vẫy, may mắn thay, nắm được một sợi dây của khinh khí cầu, thoát chết trong gang tấc. Hắn nhăn mặt, đây là biên giới mộng cảnh. Nếu như rơi xuống dưới đó, có lẽ sẽ rớt ra khỏi mộng cảnh rồi. Đến lúc đó thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Rồi hắn trèo lên trên cabin của khinh khí cầu. Rơi vào trầm tư, nhân vật chính Ẩn Nương có lẽ là ở trong trung tâm sân khấu, vẫn không biết cô ta đã bị cái gì nhốt ở trong giấc mơ này. Không thể, cách Ẩn Nương quá xa, vẫn nên nhanh chóng đi tìm cô ta, nói không chừng nha đầu này lại còn suy nghĩ lung tung cái gì rồi. Quay lại chỗ Ẩn Nương, nàng bước từng bước dưới cơn mưa. Ấy thế mà đến nơi cô vừa tắm, liếc nhìn con dao găm trên tảng đá, nàng khó hiểu, sao mình quay lại nơi này nữa rồi. Tia sét đánh ngang trời, mưa tầm tã hơn, dưới nước có lấp lánh thứ ánh sáng gì đó, nàng tự hỏi, kia là cái gì, rồi từ từ tiến lại, cúi xuống nhặt lên xem thử. Thì ra là hai chiếc dao mà Đại Lôi đã đánh rơi lúc đó, nhặt được của rơi tạm thời nàng đút túi. Nàng nghĩ, hai chiếc phi đao này giống hệt chiếc của mình. Rơi vào trạng thái overthinking, hà thần, thật hay là giả đây, vấn đề này khó nói. Bỗng có tiếng kêu cứu, phá tan suy nghĩ của nàng, ngoảnh mặt lại nhìn. Đang có một cô nương chạy về phía cô, đằng sau có hai tên thổ phỉ đuổi theo, nói lớn, bắt lấy à ta, bắt lấy con ngựa yếu kia nhanh lên. Tiểu nương bì lẫn này ngươi không chạy thoát được đâu, cô nương yếu ớt nói. Cứu ta cho dù người là ai, xin hãy cứu ta. Khi tới gần, phát hiện ra trước mặt mình là Ẩn Nương, cô ta bỗng thay đổi sắc mặt, sợ sệt nói. What the, sao lại là ngươi? Dường như cũng nhận ra cô gái, Ẩn Nương lên tiếng. Ngươi chính là nữ nhân mà trước đây ta cứu được từ trong tay của Sơn Tặc. Các ngươi không phải đi theo quan binh rồi sao? Sao lại đi đến đây rồi? Phẩy hai tên phía sau nhân ra Ẩn Nương, liền há hốc mồm, kêu lên. Là nữ nhân ngu xuẩn đại náo Sơn Trại. Không nghĩ nhiều, hai tên nhanh chóng xách quần chạy như chó. Ẩn Nương khua hai thanh phi đao trên tay, nghĩ thoát được chị đẹp sao? Đang tính phi đao thì nàng có chút ngập ngừng nhìn lại, lỡ như ném ra ngoài phẩy hai tên đó đem dao bỏ chạy thì phải làm sao? Đây là đồ được làm từ vàng bạc, hơn nữa chi phí đi đường không nhiều rồi. Nàng hạ hai thanh phi đao xuống, nhặt tạm hai viên đá dưới nước lên, vung sức ném về phía hai tên Sơn Tặc. Phẩy hai viên đá bay trúng chân, làm hai tên ngã nhào, lê lết gào khóc, xin nữ đại hiệp tha mạng cho chúng. Nàng tiến tới, nàng nói, ta nhớ quan binh đã hủy diệt các ngươi rồi, còn đưa thêm một vài nữ nô. Sao bây giờ lại thả các ngươi đi? Nàng thắc mắc, đây rốt cuộc là sao? Ánh mắt có chút ngấn lệ, trong lời kể vâng vâng dạ dạ của Sơn Tặc, Nhiếp Ẩn Nương hình như đã quay. Lại đêm huyết sát vài ngày trước, cô ta đang còn đưa nữ nô giết ra khỏi hang ổ của kẻ tặc. Một đám quan binh tiêu diệt thổ phỉ đang còn đến đây, nhưng mà đám quan binh này vốn dĩ là cấu kết với Sơn Tặc. Thậm chí là người mua bán, thủ lĩnh cầu cứu bên ngoài. Quan binh đã vội đến bao vây Sơn Trại, dẫn binh quan viên thời gian đầu tiên bắn giết đầu sỏ của Sơn Tặc. Chính là vì để ngăn chặn bí mật binh lính và thổ phỉ cấu kết với nhau, Nhiếp Ẩn Nương đem nhóm nữ nô bị bắt cứu ra khỏi hang sói, sau đó lại tự tay đem bọn họ đẩy vào hang cọp. Trời mưa nặng hạt hơn, không khí cũng ngột ngạt, nàng lạnh lùng hỏi. Biết người phía sau quan binh là ai không? Tên Sơn Tặc quỳ rạp xuống đất, ta không biết nữ hiệp, những lâu la sao có thể biết được thân phận của đại nhân vật nếu như không phải bọn họ thả chúng ta ra. Ta cũng không biết Sơn Trại của ta có cấu kết với quan binh. Nàng rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, quân đội kia không có cờ, không có phiên hiệu, đến ngay cả quan viên dẫn đầu đều không biết là bộ dạng như thế nào. Đây rõ ràng là vì để đề phòng phía sau điều tra, mới cố ý xóa bỏ đi các chi tiết. Nhưng mà chính là quân đội này có quá nhiều điểm đáng nghi, bản truyền hình N lại dễ dàng tin tưởng quan viên, đem người giao cho bọn họ xử trí. Nàng quỵ gối xuống đất, nhìn đôi bàn tay đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, mấy chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Rõ ràng ta đã vất vả như vậy rồi, nhưng kết quả cuối cùng, tại sao vẫn luôn hại người khác, lòng tốt luôn làm chuyện xấu. Cô nghĩ đến lời Trình Đại Lôi nói với cô trước khi hắn rơi xuống vực. Luôn độc đoán làm việc, suy nghĩ lung tung, tại sao không tìm chứng cứ đã đưa ra phán đoán. Cô khóc nức của trách bản thân, bao nhiêu người vô tội vì ta mà chết. Cô gào lên, trách móc mình là một người ngu xuẩn. Hai tên Sơn Tặc và nữ nhân kia trong một màn này cũng khó nói, một màn tĩnh lặng cảm xúc. Bỗng nhiên một tên dường như phát hiện gì đó, hắn nói, kia là cái chó gì thế? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn. Mà nếu không biết nói gì, thì thả tim vào bình luận nha.
bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.